Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Thi vợ à hạnh phúc khi Lâm tỉnh lại, Quang bất ngờ làm cha đỡ đầu. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình yêu bất tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Tập cuối mở ra với một không gian đầy xúc cảm khi bà Ngọc chứng kiến Thi, người con dâu mà bà từng ghẻ lạnh và ức hiếp, vẫn không rời khỏi giường bệnh của Lâm. Thi, mặc dù trái tim còn đau đớn và lòng đầy giận hờn, vẫn kiên quyết chăm sóc cho Lâm, người mà cô đã yêu suốt nhiều năm qua. Hình ảnh Thi ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Lâm, như một lời cầu nguyện không lời gửi đến trời cao, mong Lâm sớm tỉnh lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy sự tận tâm và tình yêu chân thành của Thi dành cho Lâm, bà Ngọc đã hiểu rằng mình đã phạm phải những sai lầm lớn trong quá khứ. Bà đã nhiều lần ức hiếp, đẩy Thi ra khỏi cuộc sống của gia đình mình, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Thi chăm sóc con trai mình với tình yêu thương không đổi thay, bà Ngọc nhận ra rằng tình yêu của Thi mới là thứ đáng trân trọng nhất. Những giọt nước mắt hối hận trào ra, bà Ngọc nắm lấy tay Thi, nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Bà thừa nhận rằng dù biết Thi rất giận, bà vẫn luôn coi cô như con dâu của mình và mong ước một phép màu để Lâm tỉnh lại, để bà có thể tác hợp cho hai người cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bà Ngọc đã khóc, nỗi lòng nặng trĩu với những hối hận, những sai lầm bà đã gây ra. Thi cũng không kìm được nước mắt, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay bà Ngọc, ngầm tha thứ cho bà. Trong giây phút đó, cả hai người phụ nữ đều cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc trong trái tim mình, như thể mọi đau khổ, hiểu lầm đã được gột rửa. Thi cầm lấy bình hoa, nhẹ nhàng thay đổi nước cho những bông hoa mà cô đã mua về đặt cạnh giường Lâm, mong muốn không gian xung quanh anh luôn tươi mới, đầy sức sống. Bất ngờ, bàn tay Lâm khẽ cử động. Thoạt đầu, Thi không nhận ra, nhưng khi Lâm mở mắt, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt người yêu, cô đã bật khóc trong hạnh phúc. Kỳ tích đã xảy ra, Lâm đã tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, điều mà không ai ngờ tới. Cả gia đình vỡ òa trong niềm vui sướng vô hạn. Bà Ngọc ôm chầm lấy Lâm, nước mắt lăn dài trên gò má khi thấy con trai mình khỏe mạnh trở lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi hiềm khích, mọi nỗi đau đều tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc trọn vẹn. Lâm, dù yếu ớt nhưng ánh mắt đầy tình cảm, anh nhìn Thi và bà Ngọc, biết rằng tình yêu và sự kiên nhẫn của họ đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn. 5 năm sau, cảnh gia đình Lâm và Thi hiện lên với sự ấm áp và viên mãn. Họ đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, là kết tinh của tình yêu và sự hy sinh mà họ đã trải qua. Lâm và Thi sống trong một ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc, nơi mà mỗi ngày đều là một ngày tràn đầy yêu thương. Quang, người đã từng có những nỗi đau và lỗi lầm trong quá khứ, cũng đã vượt qua tất cả. Anh đã chọn bỏ qua mọi chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống mới cùng Thảo, người phụ nữ mà anh đã tìm thấy tình yêu chân thành. Quang đã làm cha đỡ đầu cho con trai của Lâm và Thi, như một biểu tượng của sự đoàn kết và tình thân trong gia đình. Trong khi đó, Hà, người em gái từng lạc lối trong cuộc sống, cũng đã trở lại sau quá trình cai nghiện thành công. Cô trở về bên bà Ngọc và gia đình, nhận được tình yêu thương và sự tha thứ của mọi người. Kiệt, chàng trai luôn âm thầm yêu thương Hà, đã chờ đợi cô trong suốt thời gian qua. Khi Hà trở lại, Kiệt không ngần ngại bày tỏ tình cảm, anh nói rằng anh rất yêu cô, và sẵn sàng đợi chờ để họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau. Bà Dung, người mẹ của Kiệt, cũng mong muốn tác hợp cho hai người, hy vọng rằng sau những sóng gió, họ sẽ tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Khi mọi chuyện đã qua đi, tình yêu của Lâm và Thi vẫn đứng vững như một biểu tượng của sự bất tử. Trong một ngày đẹp trời, bà Ngọc dẫn các con đi viếng mộ ông Minh, thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất. Bà nói với ông Minh rằng giờ đây, dưới suối vàng, ông có thể yên tâm và mỉm cười khi nhìn thấy con cháu được sống trong hạnh phúc và an lành. Kết thúc của tập phim, dù là sự khép lại của nhiều nỗi đau, nhưng lại là sự mở đầu cho một tương lai tươi sáng. Các nhân vật đã học được cách yêu thương, tha thứ và trân trọng những gì họ đang có. Tình yêu, dù phải trải qua bao nhiêu thử thách, vẫn luôn là thứ sức mạnh vô biên, dẫn dắt con người vượt qua mọi khó khăn để đến với hạnh phúc đích thực. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các phim tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.